Cháu thưa với các ông các bà, cháu thì cũng lâu lắm rồi giờ mới đi về quê. Thì vừa rồi thì cháu cũng có quay phim chia sẻ trên khu vực Lào Cai, Lăng Nũ. Thì khi mà cháu về quê á, thì có anh Mạnh Thường Quân ở trên kênh của cháu là kênh Thành Trung TV, thì biết cháu về quê thì cũng có chút quà gửi cho hội người cao tuổi, thì cũng ít lòng nhiều. Đó, thì vâng, Thành Trung mến chào quý ông bà, cô bác, quý vị khán giả, quý Phật tử gần xa đang theo dõi trên kênh của Thành Trung. Thì hiện tại bây giờ Thành Trung đang có mặt tại nhà văn hóa thôn Làng Ốc. Nơi đây thì cũng là quê hương của Thành Trung lớn lên ở ngôi làng này cả nhà. Thì sau cái đợt mà đi ở Lào Cai về, thì Thành Trung cũng có nhận được một cái khoản tiền từ anh Trương Thành Lợi đã gửi cho Thành Trung cũng rất là lâu rồi, để giúp đỡ, nói chung là những hoàn cảnh già neo đơn, những cụ hội người cao tuổi. Thì ngày hôm nay thì Thành Trung cũng ở Lào Cai về, thì cũng có những cái suất quà gửi đến các cụ, động viên tinh thần của các cụ nơi chỗ mà quê hương mà Thành Trung đã sinh ra và lớn lên, coi như đi ra ngoài lập nghiệp nha cả nhà. Thì Thành Trung mời cả nhà di chuyển vào phía bên trong làng văn hóa của thôn Làng Ốc, nơi chỗ quê hương của Thành Trung ha. Thì chắc hẳn là hôm nay thì các cụ cũng đã tập trung về đây, nhưng mà không biết đã đủ chưa, thì để vô phía bên trong xem là đủ chưa nha cả nhà. Nếu như mà đủ thì phát quà cho các cụ luôn. Cháu chào bác. Dạ bác Hàn. Bác có thể là giới thiệu cho khán giả biết là cái nhà bác Hàn là làm cái gì bên hội người cao tuổi của bác Hàn ha? Tức là hiện nay thì báo cáo với lại các cháu là bác là chi hội trưởng người cao tuổi. Dạ. Nhưng mà thường vụ người cao tuổi của xã Long. Dạ. Hôm nay thì được các cháu về trao 32 xuất quà tại bên vị chi hội người cao tuổi làng Ốc thôn. Dạ. Thì thay mặt cho ban chấp hành chi hội xin cảm ơn là cháu Trần Hiểu Trung và fan của cháu Trung. Hôm nay là rất là vinh dự, bởi vì hôm nay là ngày quốc tế nhiều tuổi, là một cái dịp rất tốt. Mấy cháu trao quà đúng dịp này thì thật là cũng là rất là cảm ơn. Ồ, rất là hôm nay là quốc tế ngày cao tuổi luôn hả bác? Hôm nay là ngày quốc tế nhiều tuổi. Ồ, cháu cũng không biết vậy đâu luôn á. Thứ hai là tháng 10 là tháng hành động của người cao tuổi Việt Nam. Tức là hành động, tức là một là quyên góp ủng hộ hay là giúp đỡ những cái hộ tuổi gặp khó khăn đó. Yeah. Đó là đứng về nhiều ý nghĩa. Vâng. Thì các cháu trao cái việc này là rất ý nghĩa. Yeah. Nói chung là cùng hữu duyên thì cũng là đúng cái ngày mà quốc tế hội người cao tuổi. Thì cháu nói bác như này thì cũng có anh Lợi, anh cũng thông qua cái kênh của cháu là kênh YouTube Thành Trung TV, là cũng biết là cháu về quê nơi chỗ mà cháu đã sinh ra và lớn lên, thì anh cũng muốn gửi một chút quà đến với các cụ, nói chung là của ít lòng nhiều, động viên các cụ. Dạ, thì cháu cũng nhờ bác là lên những cái danh sách rồi ha. Vâng. Dạ. Dạ, chắc là chờ các cụ đầy đủ. Tức là danh sách thì có rồi. Dạ. Hôm qua thì chiều qua thì bác đi đến tất cả các nhà rồi. Dạ. Những gia đình nào không đi thì nhờ con cháu đi hộ. Dạ. Thì hiện nay vẫn còn xuống một số, ví dụ như là Quảng Thành là thiếu là nhà bà Điền Lợn đấy. Đó. Còn trong đây là thiếu nhà Son. Dạ. Nhà Cánh, nhà Điên. Dạ. Nhà bà Úc đó. Dạ. Thiếu xuống nhà mà ra chờ chút nữa thì các đến đầy đủ rồi trao. Dạ, dạ. Bà Điền đến đây rồi. Ồ, bà Điền đến rồi. Rồi, cháu cảm ơn bác nha. Cháu cảm ơn bác đã giúp cháu. Dạ, dạ. Dạ. Ô bà, cháu về được mấy bữa rồi? Dạ, bà khỏe không? Bà cứ bình thường. Cứ bình thường à? Khỏe đó là được rồi. Chứ bà với cháu khỏe cả. Dạ, bà với cháu trong khỏe cả, mẹ cháu trong nó khỏe. Dạ. Bên cháu về hết vô đứa là tham con cạo con chim biết. Vâng. Này này, anh Trung. Bà có khỏe không? Khỏe chút luôn. Mai cái tờ đề đi cho mai là
Dạ. Bơ mưa cùng bơ. Ô. Rất là cảm ơn các bà. Nhưng mà có biết cháu ở làng ốc không? Không biết làng ốc, chỉ biết là thành Trung người Thanh Hóa thôi. Tôi à. Nghĩ là tiếng nói Thanh Hóa. Và cháu ở làng Lũ về được ngày nay ngày thứ ba rồi. Dạ. Cái hôm mà vớt với ba người thì đóng cháu vẫn đấy phải không? À, cái bữa đó là cháu về rồi. Vâng, cái bữa là vớt trên ba người rồi cháu về rồi. Thì chờ ở trong đó thì tại nhiều TikTok đồ nó đưa tin nó không có chính xác á, nên là bên chính quyền địa phương là coi như cũng không muốn là coi như nhiều người đưa tin, nó chọn một hai kênh ở đó đưa tin cho khán giả xem thôi. Dạ. Tại vì đưa tùm lum hết, đưa không. Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ. Bác ngồi đây bác ngồi. À là bác bên hội người cao tuổi xã hả? À. Là cháu làm được không? Ủa cháu làm tùm luôn đấy. Cả chỗ mua cháu cũng đi hết. Vâng. Bắc Trung Nam miền Tây miền đồi cháu đi hết. Vâng. Hai năm về nghỉ chứ? Dạ. Hai năm về nghỉ chứ? Không, cháu đi làm quanh năm rồi. Dạ, cho nên coi như cái nghề cháu là đi làm quanh năm rồi. Vâng, cái nghề cháu là nghề truyền thông mà. Dạ. Vâng. Nói chung là bên YouTuber, nó đi quay những hoàn cảnh khó khăn đó. Vâng, rồi đi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Rồi. Là phải đi kêu. Cứu 6 người. À. Trong đây bà Hiền bà nhận 2 suất rồi. Vâng. Còn 6 người. Thế thì mời ông Thanh là nhà bà Sơ là từ báo cả thành quý và báo cả thành Nga. Dạ. Nhưng mà hôm nay vẫn chưa có. Dạ. Nhân dịp này thế mà có thể. Dạ. Cháu là về quê hương và đặc biệt là quê hương ốc của chúng ta. Vâng. Cháu là có tấm lòng hiếu thảo với bà con tuổi. Dạ. Trước hết thì thay mặt cho ban thường vụ của tổ chức xã Thăng Long rất là trân trọng. Dạ. Trong tấm lòng quý của thầy giáo. Dạ. Thì bà con tuổi xã Thăng Long nói chung. Dạ. Đặc biệt là tổ chức xã Thăng Long. Dạ. Tháng nay bác nghe nói này nhà vật công tác phát quả. Và 32 suất trị giá một số 500.000. Đến giờ phút này báo cáo cháu là xã Thăng Long đã có 87 suất, kể cả có 32 suất là 87 suất rồi. Yeah. Với trị giá là hơn 30 triệu. Vâng. Thì cũng báo cáo với ông thì cháu thì vừa rồi thì cháu cũng đi giúp đỡ bà con ở ngoài Lào Cai. Vâng, cháu ở đó hơn nửa tháng. Thì khi mà cháu về đây á, thì nói chung là cũng có mạnh thường quân theo dõi ở trên kênh của cháu, cũng biết là cháu về nơi chỗ mà sinh ra và lớn lên. Dạ. Thì anh cũng bảo là thôi gửi ít quà về để giúp đỡ những hội người cao tuổi, các khu cao tuổi ở trong thôn. Thì bà cháu là thôi của ít lòng nhiều, cháu cũng chả biết là cái như những cái hoàn cảnh như thế nào cả. Thì cháu cũng với nhờ bên Bắc Hàn và những cái hoàn cảnh mà bác cảm thấy mà coi như khó khăn á, hay là neo đơn gì đó, và bác lên cho cháu cái danh sách. Nếu như mà kể mà cái kinh phí của cháu mà nhiều mãi thì cháu cũng muốn là coi như là tất cả các cô đều được nhận coi như cái niềm vui. Nếu như mà được cái kinh phí mà đầy đủ cả ai cũng có thì nó hay hơn, đúng không ạ? Khó khăn á. Dạ. Hiện nay hội người cao tuổi xã Thăng Long ở đây này là đã 2.005 hội viên. À. Chiếm tỷ lệ hơn 15% dân số. Dạ.
nói chung là người cao tuổi bây giờ là nhiều người cao tuổi chính tuổi đẻ cao rồi. Yeah. Mà bình thường á là 10% là người ta cho là già hóa dân số rồi. Yeah. Bây giờ lên đến 15% rồi thì người cao tuổi thuộc lại là già hóa dân số. Yeah. Mà đã già hóa dân số thì với các cháu vẫn biết là để lại những cái hệ lụy cho xã hội. Yeah. À, những người là đang làm được hoặc là có lương cái gì đó, nhưng mà người hầu hết là người cao tuổi không có trợ cấp, mà cũng nhìn vào trợ cấp của xã hội thôi. Yeah. Thì 80 trở lên thì mới được là 360. Là 360 một tháng. 360 một tháng. 80 tuổi đó. Chứ còn lại dưới 80 thì hiện nay là chưa có một cái gì cả. Mà người cao tuổi giờ là những người là rất là khó khăn. Chứ không mà không. Mà các cháu nghĩ tới người cao tuổi như vậy là các bác làm việc thì cũng thấy là cũng khó khăn. Dạ. Quan tâm đến những người, cái quan tâm cả hết những hội viên người cao tuổi thì nó đang cho đủ được. Dạ. Đặc biệt là đối với ốc thôn ta thì nói gì đó, các cháu đi cấp, các bác đi cấp quà từ ngày hôm qua đến ngày hôm nay thì đúng là thấy hoàn cảnh của những người cao tuổi quá khó khăn. Có những người nằm một mình mà không có con cái gì cả, cô đơn đến mức độ như thế. Nhiều người thì cũng con cái nhưng mà kiểu là chờ người có tuổi rồi là kiểu là thích tự do, là không muốn ở chung với con cái, khổ vậy. Cháu thấy thực tế là không có thật, mà có con cái thì đi lại đi làm ăn xa. Đúng rồi. À, chứ không bao giờ cái bây giờ ở nhà làm ra được. Dạ. Tất cả là phải đi làm ăn xa để mà lo cho cuộc sống. Thế là để cho bố mẹ ở nhà đó, tôi đi làm như mới đi hôm qua đây. Mỗi bà cũng ba đứa con. À. Nhưng mà lại không có ai nhà, không có con một nhà. Thì như vất vả. Như ngày trước thì ở quê mình làm khó khăn, không có công ăn việc làm, rồi coi như phải đi thôi, lớn lên coi như là phải đi thôi. Như bọn cháu cái lúc đi vứt cái đứa con có một tuổi ở nhà thôi là phải đi rồi. Là cháu đi từ năm 2006, con trai cháu lúc đó mới có 3 tuổi chứ đâu, là cháu phải đi rồi. Thế là cháu là con nhà... Cháu là con nhà bà Mun. Bà Mun chạy ông 5, chạy ông 8 à? Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. 58 thì bác biết. Dạ. Nhà cháu bác cũng biết nhưng mà giờ hình như cháu quên rồi đó. Mẹ cháu cũng đang có tên hội người cao tuổi của thôn mà đi rồi nhưng mà vẫn đang còn sinh hoạt ở đây. Vâng, đúng rồi. Nói chung bà cũng đi cũng lâu rồi đó, cũng mười mấy năm rồi. Nhưng mà cái tên ở trong hội người cao tuổi á, rồi đóng cái phí hội người cao tuổi á, thì coi như bọn cháu vẫn cứ đóng bình thường cho bà. Hội người cao tuổi các bác cái chợ đi hoạt động kinh phí không có. Xã phải căn cứ cái kế hoạch của huyện để xây dựng kế hoạch ủng hộ. Dạ. Ủng hộ vào cái quỹ chăm sóc này. Là ủng hộ. Ủng hộ. À, là mỗi hộ có 20.000 thôi. À, là coi như lấy cái đầu hộ ra để ủng hộ người cao tuổi. Vâng. À. Có những đơn vị làm thế. Nhưng mà xong đó là trích lại cho ở chi hội là 60%. À. Ở hội xã 20%, hội huyện 20%. Thì cuối cùng là hội xã có mấy mà rồi đi hội diễn ở huyện này cũng mới khoảng hơn 10 triệu. Là một tháng hay là một năm là mình đi hội diễn một lần? Năm mấy năm mới đi lần đó. À. Năm nay mới đi lần đó. Là các thôn đều phải làm thế, nhưng đặc biệt ở cái xã này có 2 cái thôn mà hắn đã có truyền thống. Cứ đến ngày mừng thọ nữa là nhân dân trong làng ủng hộ. Dạ. Như thôn Nhân Phú đây được khoảng 20 triệu. Đúng không? Chứ không ít đâu. Một cái thôn Nhân Phú coi có đủ cho bác, không đủ thì cái những người đó coi như mà chậm thì bác có thể là cháu gửi lại cho, gửi lại cho bác. Hiện nay rồi. Là bà Sơ và Giấy. Vâng. Thì hai bà Giấy thì bà ấy nhận rồi. Dạ. Bà Sơ thì gần đấy thì các bà cao luôn. Vâng. Không, để cháu gửi cho bác coi nha, bác đau luôn.
cái bà hôm qua vào bà cả biết gì nay bà lạnh rồi nhỉ, mà mãi sau tôi nói bảo tôi hàn cái bảo em ơi rất là khóc khóc bảo em ơi chạy mẹ em nói chuyện mà chả biết ai, bà già quá rồi bà lạnh nay là 90 có làm đấy nha. Dạ. Kính thưa đồng chí Đỗ Tất Phương, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi xã Thăng Long, kính thưa anh Nguyễn, anh Nguyễn Thủ Trung là con em của làng, là người tài trợ cho cái chương trình tặng quà hôm nay, và chúng tôi xin kính thưa là có là công chí trong ban chấp hành Người Cao Tuổi xã và 32 hội viên được mời là dự trao quà hôm nay, thì thay mặt cho ban chấp hành chi hội Cao Tuổi, tôi xin báo cáo nội dung sau. Anh Trần Hữu Trung là con nhà bà Buôn, đây nhiều người là chưa biết rõ là con nhà bà Buôn, là người là gốc. Anh Trung đã công tác ở Việt Nam nhiều năm. Đợt này thì anh về thăm quê trong cái dịp mà quốc tế Người Cao Tuổi và tháng hành động người Việt Nam, thì anh đặt vấn đề với Trương Cao Tuổi là mời 32 các ông bà chúng tôi sẽ đọc tin sau về tại nhà hát làng để chúng ta là nhận quà. Thì thay mặt cho ban chấp hành Người Cao Tuổi, tôi xin trân trọng cảm ơn anh Trung và cái fan của anh Trung, và kính chúc gia đình anh Trung mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Như vậy chúng ta là sau đây tôi sẽ là mời 10 người một lên đây để chúng ta trao nhé. Theo sách chúng tôi mời. Sau đây tôi không quay sách, đề nghị các bà có tiền chúng ta lên đây chúng tôi nhận quà. Một là bà Nguyễn Thị Mật, hai là bà Đỗ Thị Đỗ, ba là bà Lê Thị Liệu, bốn là bà Phan Thị Đủ, năm là bà Bùi Thị Thanh, sáu là bà Bùi Thị Diễn, bà Lê Thị Điền, bà Lê Thị Giấy, bà Lê Thị Hội, bà Phan Thị Tá. Xin mời 10 người chúng ta nhận đây chúng nó là mơ cháu nha. Dạ cảm ơn cháu nha. Dạ mơ cảm ơn cháu. Dạ cảm ơn cháu. Dạ ô gọi đây này, bà đang thêm có ít lòng nhiều nha các bạn. Cảm ơn cháu. Dạ. Cháu cha. Vâng. Cháu khỏe cháu. Dạ dạ. Tiếp theo nha, ông Lê Phục Hương và bà Thị Dừa, ông Lê Phục Hương, cha Việt Tuấn, Lê Xuân Đá, Trần Thị Cảnh, Lê Thị Hương, Trần Thị Bản, đây ạ. Phương Thị Ngọc, cha Việt Tuấn.
Dạ, chị được cây nhà đó luôn. Dạ, vâng. Dạ. Dạ. À, Trung đây. Thành Trung đây. Là ngủ đi, có gọi mà này. Đó là từ hồi nay cũng coi Thành Trung không biết Thành Trung ngồi. Không nghe Thành Trung ngồi Thành Trung ngồi. Thôi, thôi, Thành ngủ rồi đây. Ngủ đó anh chơi. Bữa mà lăn ngủ mà cũng bánh nhà báo rồi vậy, bánh nhà báo. À, vâng. Em mới lần ngủ về à? Vâng, em mới lần ngủ về. Đó, đó là coi như chị cùng xem luôn. Xem. Ồ, lại khán giả, khán giả luôn. Cái bữa mà không biết là vẫn cô nhà báo rồi. Đúng đúng chưa? Con em mình. Rồi. Dạ. Rồi, cảm ơn nha. Dạ. Cảm ơn gia đình, cảm ơn nha. Dạ. Cảm ơn nha. Dạ. Cảm ơn Thím. Dạ. Cảm ơn cháu nha. Dạ. Cảm ơn cháu. Và dạ ông. Dạ. Cháu nha. Dạ. Cảm ơn cháu, chúc cháu khỏe nha. Dạ, vâng ạ. Đang thiếu rồi bác ạ, à? Thiếu nhỉ. Rồi, thiếu. Rồi. Cố ít lòng nhiều nha các bác. Cảm ơn cháu. Dạ, dạ. Dạ. Dạ vâng ạ. Anh dạ. Cảm ơn cháu nha. Dạ. Gửi lòng nhiều bà nhá. Cảm ơn các cháu. Dạ vâng. Đi các bà cô. Dạ. Bà đi bà đại của bà đây. Dạ vâng. Đúng rồi, thấy cháu là thấy cháu đó. Hai bạn chị biết được. Vâng. Về là cháu đi lâu quá rồi. Dạ. Biết chứ. Biết ai? Chị chảy áo không nhớ tên nè. Hai người nhớ tên quý lột cái nào rồi. Dạ. Hai người nhớ tên quý lột cái nào rồi. Dạ. 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 Cảm ơn nhà cháu và trao tặng cho các bà. Vâng, dạ. Thì của ít lòng nhiều nha các bà, các ông các bà nhá. Dạ. Nói mấy câu nhá. Vâng. Rồi rồi đến hai chú đi có ý kiến là bác đi. Vâng, bác. Dạ. À, chị cháu có ý kiến chứ. À. Vâng thì cháu thưa với các ông các bà. Thì, cháu thì cũng lâu lắm rồi giờ mới đi về quê. Thì vừa rồi thì cháu cũng có quay phim chia sẻ ở trên khu vực Lào Cai, Lăng Nũ. Thì khi mà cháu về quê á thì có anh Mạnh Thường Quân ở trên kênh của cháu là kênh Thành Trung TV thì biết cháu về quê thì cũng có chút quà gửi hội người cao tuổi thì của ít lòng nhiều đó, thì mong các bà thông cảm nhá. Dạ. Sau đây tôi xin mời đồng chí Đỗ Tuấn Phương và phát biểu ý kiến.
Dạ kính thưa các anh trong nhà tài trợ. Rồi cháu gắn cái mic cho má cũng nói cho rõ. Thật là rất là xúc động. Ở xã Thắng Long này năm nay thì báo cáo tình hình của xã Thắng Long để chúng ta nắm được. Đến giờ phút này 32 suất của đơn vị ốc thôn này nữa là ta có 87 suất. Quả trong cái mùng 1 tháng 10 năm nay thì với số tiền đó là gần 40 triệu. Kể cả của hội người cao tuổi của chi hội, người cao tuổi của xã, người cao tuổi của huyện, người cao tuổi của tỉnh, và đến giờ phút này là người cao tuổi được hưởng của mạnh thường quân. Mà mạnh thường quân là chính là người của quê hương của chúng ta. Như vậy năm nay cũng lịch sử, cũng chưa năm nào mà người cao tuổi xã Thắng Long chúng ta được nhận tài trợ, được nhận quà nhiều như vậy. Mà ông báo cáo với các cháu mạnh thường quân đó, là người cao tuổi xã Thắng Long hiện nay lên tới thử số là 2.005 hội viên, chiếm 15,5% dân số. Như vậy là thuộc là dân số hòa, dân số già hóa dân số rồi. Cho nên cái lớp người cao tuổi chúng ta thì nếu có đi sâu vào biết là chúng ta còn rất nhiều những cái khó khăn. Những người cô đơn, tàn tật, ốm đau liên tục. Nhưng mà tiền của thì không thể nào mà về được hết được. Cho nên là cũng chọn đến những cái đối tượng mà đặc biệt thôi. Ta gọi là quà đặc biệt của ít lòng nhiều, đánh dấu lấy mực. Tạo điều kiện để cho hội viên gắn bó với tổ chức hội. Đó là một cái vấn đề là chúng ta cần phải làm và phải làm. Dù ít, dù nhiều, nhưng mà chúng ta chỉ đến động viên cổ vũ nhau trong cái lúc khó khăn là quý rồi. Thế thì hôm nay thì cũng nghe tin được người quân của quê hương ông thôn về để trao quà với phần quà là 500.000 đồng cho một suất và 32 suất trị giá là 16 triệu đồng. Thì cái này tôi cũng trước khi lên An Phú tôi cũng vào ủy ban tôi báo cáo tình hình như thế để cho ủy ban nắm được. Như vậy thì ủy ban cũng rất là phấn khởi, nhưng đặc biệt hôm nay là ủy ban lại mở cuộc hội nghị tổng kết sơ kết 9 tháng đầu năm, cho nên là cấp ủy chi bộ lãnh đạo thôn bây giờ không có ai đây cả. Yeah. Cho nên là cháu cũng phải hết sức thông cảm, đặc biệt là chỉ có hội người cao tuổi về để động viên và mong rằng hội người cao tuổi chúng ta cố gắng khắc phục những cái khó khăn của gia đình mình để mà vươn lên trong cuộc sống. Sống và, vui, sống khỏe với con cháu này chứ. Và cũng xin chúc hội người cao tuổi của chúng ta là sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, sống ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Và cũng thay mặt cho hội người cao tuổi xã Thắng Long xin chân thành cảm ơn và trân trọng cái tấm lòng quý hóa của cháu là người quê hương đã giúp đỡ những người cao tuổi trong quê hương, và mong rằng đối với fan của cháu đã đồng hành cùng với hội người cao tuổi xã Thắng Long trong những năm tiếp theo. Dạ, xin rồi. Chúc fan của cháu là mạnh khỏe. Dạ. Và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Vâng, dạ, và phát đạt nha. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác. Các bà nào có ý kiến gì, có ý kiến gì. Vâng.